tối ngày này mua ba cái gì đâu không quèo bắt tao ăn. Ba cái này là cái gì? Thì hôm nay là mình có mua 4 cái loại lương khô của Trung Quốc. Ăn thử coi nó trái có... nè. Ừ, trái nè. Trái nè. Coi nó có ngon không? Gồm có vị mè đen, cacao, sữa tươi với cái vị gì nữa qua này. Thôi ăn mình lâu quá, tao tưởng đó là lương khô là cái mùi gà, mùi bò, mùi gì đó chứ ba cái. Bây giờ thì ngọt ngay ngán sao rồi? Đâu có ngọt. Đây nè, cái cục này là cục lương khô mà dành cho mấy lính đồ này kia đó. Đây là cái vị gì không biết nữa. Ăn đi rồi đón vị. Ăn thử coi. Nó nhìn giống cục đường thốt nốt nóng lửa quá vậy. Thì giống thiệt. Cái này là lương khô của nước ngoài nha các bạn. Như chắc đậu phộng đó, như đậu phộng không? Ừ, đậu phộng mè đen, cái đen đen này, cái mè đen. Đây. Ăn được không? Đây là cái cục mè đen. Cũng được, dạng như bánh. Mình nghĩ là nó mặn mặn rồi chứ. Ừ. Ăn cũng được mà. Như bánh vậy á. Gì cục của tôi là cục sữa. Bớt mua thử lại nha. Này cà phê nè. Cà phê à? Cà cao bà ơi. Ăn được mà. Ngon á. Cũng không khó ăn lắm. Cái đó sữa sữa. Vị sữa ngon. Đây một cục lương khô thì nó sẽ đóng gói giống như vậy nè. Lương khô là nó đấm gói thì sẽ không có ướt nha quý vị. Mua cho ăn mà tối ngày cứ la gậy nhỏ hoài. Đây. Còn hết luôn. Cục nó sẽ vuông như vậy nè. Còn hết vô hộp luôn. Nó nén á. Như mè đen hay vậy. Lần đầu ăn lương khô. Mè đen, vị mè đen. Lần đầu ăn lương khô. Cũng dễ ăn mà cũng khó ăn. Cũng tạm tạm. Có ai ăn chưa ta? Ai chưa ăn thì comment xuống dưới nha. Còn ai ăn rồi thì comment cho mình biết là có dễ ăn hay không.